Thị trường bất động sản hiện nay không rơi vào tình trạng khủng hoảng hay bong bóng như các giai đoạn trước, nhưng trong bối cảnh khó chồng khó như hiện tại, những nút thắt đó không thể tháo gỡ bằng một giải pháp mà cần sự đồng bộ của nhiều giải pháp, cả tự lực của doanh nghiệp và trợ lực từ cơ chế chính sách hỗ trợ của chính phủ. Doanh thu trong năm 2022 của công ty chuyên sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng này sụt giảm so với ngay cả 2 năm dịch bệnh COVID-19. Ít dự án mới được triển khai, người dân e dè khi lãi suất vay cao, dẫn đến nhu cầu xây dựng, đầu tư nội thất cũng giảm theo. Nếu mà so với cùng kỳ thì nó giảm xuống tầm khoảng là 15 đến 20%. Nguyên nhân chính là cái dòng tiền từ bất động sản. Người ta bị, nói chung là bất động sản đi xuống chậm thì tất nhiên cái ngành vật liệu xây dựng cung cấp sẽ chậm. Sự ảm đạm của thị trường thể hiện rõ khi lượng tìm kiếm giao dịch trên thị trường bị sụt giảm mạnh. Năm 2022, giá bán trung bình căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh tăng tới 43% so với cùng kỳ năm trước đó. Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 69%, mức thấp nhất trong 5 năm gần đây. Thứ nhất đó là tâm lý của các nhà đầu tư, họ khó tiếp cận với nguồn vốn. Và họ cảm thấy sốc khi mà cái chi phí đi vay ấy nó cao lên, ví dụ năm ngoái thì đang được hỗ trợ khoảng 7-8%, đi năm nay đang tăng lên khoảng 14-15%, thì một vài những cái chủ đầu tư đã có sự cắt giảm chiết khấu rất lớn, một vài những cái đơn vị thứ cấp họ bắt đầu họ có cắt lỗ, tạo ra một cái tâm lý họ rất là lo sợ. Cùng với tín dụng ngân hàng, áp lực đáo hạn trái phiếu cũng đè nặng lên doanh nghiệp bất động sản trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Chiếm tới gần 29% tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiện đang đứng thứ hai trong nhóm mua lại trái phiếu trước hạn. Những cái sai phạm trong cái vấn đề phát hành dẫn đến cái việc là các cái doanh nghiệp bất động sản họ phải tìm cách huy động cái nguồn vốn để mua lại cái trái phiếu trước hạn. Trong lúc mà thị trường đang khó khăn, không bán được hàng mà bắt buộc phải huy động những cái nguồn vốn khác để có thể mua lại cái trái phiếu đó trước hạn, thì nó dẫn đến cái việc là các cái tập đoàn bất động sản họ bị tắc cái nguồn vốn, không thể triển khai được, cũng không thể bán hàng. Và trong rất nhiều những vướng mắc, những nút thắt của thị trường, về mặt pháp lý thì cố hữu rồi, về vấn nguồn vốn thì thể hiện bộc lộ rõ trong năm 2022. Một yếu tố nữa mà chúng tôi muốn đề cập đó là tâm lý của người mua, một yếu tố đang tác động hầu hết cho các kênh huy động vốn của doanh nghiệp bất động sản. Và nếu năm 2023 những vướng mắc về mặt tâm lý, về niềm tin của người dân không được tháo gỡ thì rất khó để thị trường có thể quay trở lại nhịp sôi động như trước. Quý 4 năm 2022 đó thì thị trường còn phải đón nhận một cái tin xấu, đó là cái dấu hiệu tin đồn. Và cái tin đồn này nó trộn lẫn cái sự minh bạch của nhiều chủ đầu tư chuẩn mực với là những chủ đầu tư không chuẩn mực. Cho nên là nó tạo ra một cái sự ngờ vực. Vậy thì quý 1 2023 thì các cái chính sách rồi các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nó được cụ thể hơn. Thì hy vọng nó sẽ vực dậy cái lòng tin để mà thị trường phát triển một cách lành mạnh hơn, rõ ràng hơn.